Xin chào mọi người nhé. Như mọi người đã biết, Toàn An Đồng là nhà cung cấp máy chuẩn đoán đọc lỗi và nhà đào tạo về kỹ thuật xe máy. Mình không nhận sửa chữa xe, chỉ có một ông anh trai nhận xe sửa chữa bình dân thôi. Nhưng mà tuy nhiên nhé, thợ xe máy Hải Phòng khi có những tình huống về xe khó, xe lạ thì vẫn thường mang qua để cho Toàn xử lý. Thì ngày hôm nay mọi người thấy trước mặt mình ấy là một chiếc xe. Chiếc xe này thì vô cùng là khó sửa đấy. Xe này là xe tay côn phân khối lớn, xe của hãng Honda, xe CB650R. Nói chung đây là chiếc xe giá trị lớn và cũng rất là khó sửa, bởi vì anh em thợ xe máy phổ thông thì hầu như là kiến thức về cái dòng xe này rất là ít nhé. Vậy thì hôm nay mình sẽ làm video review lại quá trình sửa một chiếc xe như thế nào. Xe này thì có lỗi là không nổ máy được nhé, còn khởi động thì vẫn khởi động bình thường. Chúng ta bật khóa, nhan đèn còi, điện đóm đầy đủ, khởi động bình thường nhưng không nổ máy được. Đó. Xe này thì có trang bị hệ thống khóa từ. Mình sẽ review qua một chút nhé. Xe này là tới tay của một anh thợ. Rồi. Đó, sau một hồi khám xe tìm bệnh thì anh ấy quyết định là mang tới cho Toàn xử lý. Nhà mình thì được cái là rất nhiều máy móc chẩn đoán, công nghệ kỹ thuật đầy đủ. Quan trọng nhất là kiến thức về xe. Chúng ta hiểu về hệ thống điện đóm xe điện tử, hiểu về hệ thống động cơ, lại còn có công cụ hỗ trợ nữa. Cho nên là xe gì thì sửa cũng như nhau cả thôi. Đối với anh em thợ chưa qua đào tạo mà lại nhà thiếu máy móc chẩn đoán thì đương nhiên là khó rồi. Nhưng mà yên tâm, đã tới Toàn thì Toàn sẽ phân tích chẩn đoán và tìm ra khu vực sửa chữa. Sau đó sẽ quay phim ghi hình lại cho mọi người cùng học nhé. Đầu tiên chúng ta phải đánh giá tình trạng của xe, xem hiện tại xe đang ở trong trạng thái gì. Đầu tiên chúng ta biết rằng là xe này là không thể nổ máy được rồi, đúng không? Không thể nổ máy được rồi. Nhưng mà chúng ta phải nắm được có bao nhiêu hiện tượng ở trên xe. Phần nào là bình thường, phần nào là bất thường, và chúng ta phải khám được nhé. Ngay từ khi chúng ta bật chìa khóa thì chúng ta phải đánh giá được tình trạng của động cơ. Đây là hệ thống khóa từ nhé. Đó, hệ thống khóa từ thì nó có cái đèn nó chớp, nó cảnh báo như thế này là bình thường. Tức là hệ thống đang chống trộm rất là tốt. Rồi, mình bật chìa khóa đây này. Mọi người quan sát cho mình đèn check engine. Rồi, đèn check engine thì vẫn hoạt động đầy đủ nhé. Tắt khóa này, bật lên. Đèn check, cái đèn cá vàng đấy, sáng 2 giây sau đó là ẩn. Đó. Rồi, như vậy là hệ thống FI là bình thường. Nhưng mà tuy nhiên mọi người nghe cho mình là không có tiếng bơm xăng kêu, đúng không? Mình tắt khóa này, bật lên. Đó, không hề có tiếng bơm xăng kêu nhá. Rồi, không hề có tiếng bơm xăng kêu. Đó là một điểm bất thường. Rồi, bơm xăng đã không kêu là một. Hai nữa, có một cái điểm bất thường nữa mà mọi người quan sát cho mình nhé. Miệng bình xăng có hiện tượng là reset. Đó. Đó, mọi người thấy chưa? Chúng ta phải quan sát được là như vậy. Đó. Đây là dấu hiệu của việc là lâu không đi, lâu không chạy nhé. Đó, chúng ta thấy reset chưa? Đó. Như vậy là mình đánh giá luôn con này là để lâu không đi. Đấy. Bên trong thì vẫn còn xăng nhé. Đó, vẫn sóng sánh xăng. Rồi, xăng thì còn 3 vạch cho mọi người, mình xem zoom lên cho mọi người. Xăng còn đủ 3 vạch. Đèn cá vàng vẫn báo bình thường. Xe thì rất là mới, 892 km. Đó. 892 km. Rất là mới. Để chẩn đoán được cụ thể ban bệnh ở trên xe thì mình sẽ sử dụng máy đọc lỗi để mình loát một vòng di động động cơ để xem có lỗi lịch sử, lỗi hiện tại hay là có cái cảm biến nào đó báo sai bất thường hay không nhé. Xe phân khối lớn nhưng mà yên thì rất là nhỏ nhé. Đó. Bên dưới là hệ thống điện đóm, bình ắc quy, hộp cầu chì, rơ le đề, rắc chẩn đoán đọc lỗi DLC. Cái dòng này thì sử dụng mạng chẩn đoán Kenbus rồi. Những xe phổ thông Honda trước kia là cổng K-Line. Còn những cái đời ví dụ như là LVX 2023
ra lớp 2023 với SH350i và con này CBR. Đấy, những dòng 2023, 2024 sử dụng cổng Kenbus rồi. Cái cổng Kenbus thì phải những máy đọc lỗi là có chức năng Kenbus thì mới đọc được nhé. Như chức năng Canai phổ thông không đọc được đâu. Đây chúng ta thấy là máy này có sơ đi 7 số, đó là đời ca. Máy Smartune 2 đời ca, sơ đi 5359164 đời cao thì mới đọc được nhé. Rồi mình bật khóa điện đây. Ở đây chúng ta biết thừa là bơm không quay, vậy thì cái mạch bơm này có vấn đề. Cụ thể là bơm hỏng hay bơm kẹt hay đứt dây hay là hư dơ le bơm hay là hư chức năng IC điều khiển nhé. Rồi chúng ta chọn mục động cơ, chúng ta chọn hãng xe Honda, chúng ta vào mục dữ liệu động cơ, chúng ta tìm cái mục là điều khiển bơm xăng. Đây mọi người thấy là trên cùng nhé, mục điều khiển bơm xăng. Rồi mình sẽ khởi động động cơ và mọi người quan sát cho mình này, điều khiển bơm xăng nhé, mình khởi động nhanh này. Đó mọi người thấy chưa, điều khiển bơm xăng on, on nhé. Rồi mình nhả nút đề ra, động cơ dừng thì là điều khiển bơm xăng off. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là ECM thấy đủ điều kiện cho bơm quay cho nên là điều khiển bơm on. Còn cụ thể bơm không on được đó là do cơ cấu chấp hành thôi nhé. Còn bản thân ECM cho phép điều khiển bơm bởi vì đã thấy là đủ điều kiện rồi. Có nghĩa rằng là tín hiệu đầu vào gồm cảm biến CKP đã gửi tín hiệu lên ECM, cho lên ECM thấy đạt yêu cầu và cho phép bơm quay. Chính vì vậy chúng ta thấy máy đọc lỗi hiển thị là điều khiển bơm là on. Đấy, chúng ta thấy điều khiển bơm on. Rồi như vậy khẳng định tín hiệu đầu vào tốt và bộ điều khiển trung tâm ECM tốt, rất là tốt rồi. Vậy suy ra cơ cấu chấp hành bao gồm là rơ le bơm xăng là lỗi. Đấy, rơ le bơm xăng lỗi hoặc là cầu trì dây dẫn. Cầu trì thì ngay lúc đầu mình đã đo rồi, ngay lúc đầu mình đã đo cầu trì rồi. Cầu trì là cái cơ bản nhất. Sau một hồi đo kiểm thì mình đã tìm ra bệnh chính xác là cuộn motor, chính xác là cái cuộn dây trong motor bơm xăng là có vấn đề. Đó, trước mắt là đo không lên điện trở nhé. Đó, như vậy mình nghi ngờ là bị chết than, chết chổi than nhé, nghi ngờ bị chết chổi than, có thể do bẩn quá hoặc có thể là do đất cuộn dây. Đấy, trường hợp đất cuộn dây thì ít khi xảy ra, đa số là do chổi than thôi. Ở đây mình sử dụng đồng hồ Victor mình đo, để thang đo thấp nhất là 200 ohm. Ở đây mình xác nhận nhé, đây là mát của bơm xăng, mát của bơm xăng cũng là mát của báo xăng luôn nhé. Và vàng sọc đỏ là dương của bơm xăng, dương mát đó. Mình đo hai chân này thì không thấy lên điện trở. Đấy, mọi người quan sát là đồng hồ không hề có điện trở của cuộn dây. Đó, không hề có nhé. Rồi, mình đo trực tiếp ở đây cũng vậy. Ở đây cái rắc cắm của motor bơm xăng đây. Đó, và đo với mát. Không hề có. Không hề có nhé. Đó. Rồi, thế còn đây hai cái báo xăng. Báo xăng thì vẫn hoạt động. Đây mình đo báo xăng cho mọi người xem. Đó. Rồi, đang là 8,3 ohm. Rồi, mình thay đổi báo xăng. Mọi người sẽ thấy này. Nó thay đổi điện trở. Thay đổi điện trở nhé. Đây mình canh đồng hồ. Chỉnh đồng hồ. Rồi chúng ta thấy là 392 ohm. Rồi mình thay đổi báo xăng. Đó. Thay đổi báo xăng thì thông số nó thay đổi theo nhé. 9 ohm thay đổi báo xăng. Đó, 393 ohm. Rồi báo xăng thì nó vẫn tốt nhé. Rồi kết luận là motor bơm xăng là có vấn đề. Cụ thể là do chổi than hay là do đường dây, do cuộn dây thì chưa tính. Bây giờ mình sẽ tìm cách để mình khắc phục cái motor bơm xăng này. Như vậy là qua một hồi đo kiểm khám xe thì mình đã tìm ra bệnh thành công. Bệnh chính xác là hỏng cụm bơm xăng và nguyên nhân gây ra hỏng đó là xe để lâu quá không đi tới, xăng cô đọc lại. Chúng ta có thể để tầm 6 tháng, 7 tháng không đi thì xăng nó cô đọc lại và nó đóng dỉ, đóng cặn. Thì ở đây mình nhìn rõ những cái dỉ, những cái cặn nó đóng ở đây. Đó, mình nhìn rõ và chúng ta sờ tay chúng ta sẽ thấy nó gai gai, nó sần sần ở đây. Chứng tỏ là xe này để quá là lâu rồi, 6, 7 tháng rồi, đúng không?
và những cái cạnh đó nó đóng ở trong cái than đề, à quên, trong cái chổi than, nó đóng ở trong cái chổi than của cái motor bơm xăng, nó làm bẩn hết chổi than cho nên là không tiếp điện được. Đấy là lý do tại sao mình đo điện trở không lên. Đó, để khẳng định hỏng hay không thì thứ nhất là chúng ta đo điện trở nó không lên thì không bao giờ điện nó vào trong cái quận được. Ngoài ra mình đã đo nguồn đủ dương, đủ mát của đường dây của nguồn rồi thì đương nhiên là bơm phải chạy. Thế mà đo qua rồi bơm không chạy thì quay ra đo điện trở là mất điện trở. Đấy. Vậy thì căn cứ vào cái nội dung này mình khẳng định bơm xăng đã bị hư. Thì đối với dòng xe phân khối lớn đắt tiền như thế này, trị giá khoảng gần 300 triệu chiếc xe này, thì chúng ta tốt nhất là lên thay mới nhé. Nếu mà trên hãng người ta bán cái motor không thì chúng ta mua motor không. Còn nếu họ bán combo cả bộ, cả tổng bơm như thế này thì chúng ta lên thay. Đấy, chấp nhận là chúng ta phải đặt hàng. Tại vì xe này là xe nhập nước ngoài về, chúng ta chấp nhận chúng ta phải đặt hàng rất là lâu nhé. Thế còn đâu chúng ta cố tình chế giáo sửa thì nó vẫn cứ lổ, vẫn cứ chạy. Nhưng có điều là khả năng nó sẽ gây ra tác dụng phụ. Bởi vì thứ nhất là chế cháo rồi chúng ta phải cậy, quét và chúng ta lắp ráp những cái motor cùng đời vào đây. Thì chạy trên đường không may nó xảy ra sự cố thì khách sẽ dắt xe rất chi là mệt. Cái dòng xe này dắt rất chi là mệt nhé. Hơn nữa cái việc bảo hành sẽ rất là mất thời gian. Tức là khi người ta dắt đến bảo hành thì chúng ta sẽ bị mất uy tín. Cho nên là ngay từ lúc đầu làm việc với khách tư vấn là lên thay cả bộ. Bởi vì cái dòng xe này là xe đặc chủng, không phải là xe phổ thông, không dễ dàng gì chế cháo những cái đồ cùng chủng loại đâu. Và vừa rồi thì mình có điện thoại cho anh em thợ để anh em thợ tự trao đổi với khách. Như vậy là chúng ta đã làm xong nhiệm vụ của một người thợ, đó là chúng ta kiểm tra, khám xe và tìm ra bệnh rồi. Thế còn đâu khách có hợp tác hay không, khách có chịu thay mới hay không, hay là khách chê đắt tiền dắt về đem đi tiệm xa khác sửa, hoặc là khách bảo rằng thôi chế cháo cái gì cho nó lỗ được thì cái đó là tính sau. Rồi, ở công đoạn này mình cho vào để lỗ thử cho phấn khởi cho mọi người xem nhé. Rồi, ở đây mình mượn cái bình xăng của xe Liberty Piaggio. Đấy, và ở đây mình sử dụng bình ắc quy cấp điện cho bơm xăng quay để cấp điện cho hệ thống kim phun. Lỗ thử để cho mọi người xem thôi. Bây giờ mình sẽ lổ thử cho mọi người xem nhé. Rồi anh Nghĩa cấp điện cho nó đi. Rồi lổ máy. Rồi ok. Đó lổ máy bình thường. Tắt khóa này. Bây giờ quay phim lại một chút để cho anh em thợ và khách hàng người ta xem nhé. Rồi xin mời cấp điện đi. Bật khóa này. Lổ máy này. Lổ máy bình thường rồi nhá. Đó. Ok. Rồi, tắt khóa. Như vậy là thành công. Chính xác. Tạm thời như thế đã. Đang báo gì? Báo chìa khóa thôi. Như vậy mọi người thấy ở video này mình đã cho xe lổ máy thành công để khẳng định rằng cái bơm xăng đã bị lỗi. Tuy nhiên thì vừa rồi mình có trao đổi với anh em thợ và anh em thợ cũng trao đổi với khách hàng và họ đưa ra kết luận rằng là họ sẽ thu xe về để mang lên trên hãng để bảo hành, tức là hãng sẽ bảo hành. Thì đương nhiên rồi, đây là một chiếc xe rất là mới, mới chạy có chưa tới 1.000 km thì mình cũng đã lường trước được cái tình trạng này rồi. Như vậy thì khách hàng họ không hợp tác sửa chữa, không thay đồ ở chỗ mình thì không sao, họ lại mang lên hãng để hãng sẽ đặt đồ, như vậy là chuẩn nhất. Và cái trường hợp này thì mình cũng đã tính trước rồi cho nên đã báo cáo với anh em thợ thì anh em thợ cũng đã trao đổi với khách hàng. Vậy thì trường hợp này mình chỉ lấy công khám bệnh thôi nhé. Vừa rồi Toàn An Đồng đã làm một video từ đầu tới cuối để ghi hình lại cái quá trình là khám xe tìm bệnh trên xe con này là con CB650R của Honda. Và kết quả. Rồi, xin mời anh cấp điện vào. Đó. Rồi, cho lỗ máy bình thường. Rồi, video của Toàn làm tới đây là hết rồi. Mọi người hãy ủng hộ kênh của Toàn An Đồng để xem những video hay có ích cho nghề nghiệp của chúng ta. Xin chào mọi người.